Sau khi nhận được những phản hồi tích cực về máy rửa mặt Forceo Luna Mini 2 đến từ người tiêu dùng, Forceo đã nhanh chóng cải tiến thêm nhiều tính năng để khắc phục những nhược điểm của phiên bản trước cho ra mắt dòng máy rửa mặt Forceo Luna Mini 3. Không để bạn đợi lâu hơn nữa, dưới đây sẽ là những thông tin chi tiết về sản phẩm này. Đôi nét về Forceo. Forceo là một thương hiệu đến từ Thụy Điển được thành lập từ năm 2013. Hãng chủ yếu sản xuất những dụng cụ chăm sóc da và chăm sóc nha khoa. Trong những năm vừa qua, công hãng vinh dự được nhận nhiều giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực làm đẹp như là Design Award 2019, Best Face Design nhờ việc áp dụng những công nghệ hiện đại và những công cụ làm đẹp để cải thiện sắc đẹp, vì vậy mà được nhiều người yêu thích. Những sản phẩm chủ lực của hãng phải kể đến như là máy rửa mặt, bàn chải đánh răng, máy điều trị mụn, máy massage cơ mặt. Công dụng của máy rửa mặt Forceo Luna Mini 3. Trong phiên bản lần này, Forceo đã khéo léo sử dụng công nghệ dung thông minh T-Sonic 8000 phút vào máy. Nhờ đó mà máy rửa mặt Forceo Luna Mini 3 có những công dụng như sau. Máy được làm bằng silicone cao cấp có độ bền cực kỳ cao giúp an toàn cho da, không gây dị ứng. Đồng thời, máy không xốc giúp chống lại sự tích tụ của vi khuẩn, vệ sinh và an toàn hơn gấp 35 lần những bàn chải được làm bằng sợi ni lông. Vì là máy rửa mặt thường xuyên phải tiếp xúc với nước nên máy cũng có tính năng chống thấm nước hiệu quả giúp máy có độ bền cao. Hạn chế tối đa khả năng tích tụ lớp tế bào chết nằm trên da giúp những sản phẩm chăm sóc da có thể hấp thụ một cách hiệu quả. Kích thích tuần hoàn máu lưu thông dưới da hoạt động một cách hiệu quả giúp da tươi tắn mỗi ngày. Giảm tối đa sự xuất hiện dấu hiệu của lão hóa giúp cho bạn có một làn da đẹp và trẻ trung. Công nghệ sóng âm T-Sonic giúp da mặt được làm sạch sâu 99,5% từ lỗ chân lông giúp bạn có thể hạn chế mụn, đồng thời thông thoáng lỗ chân lông. Ưu nhược điểm máy rửa mặt Forceo Luna Mini 3. Nhược điểm đầu tiên phải kể đến khi hãng cắt giảm nút tăng giảm cường độ rung nằm trên thân máy như phiên bản trước mà bắt buộc người dùng phải điều khiển qua app điện thoại. Giá thành khá cao, khoảng hơn 3 triệu đồng chưa tính những chi phí khác như là ship nên không phải ai cũng có thể sở hữu. Ưu điểm. Thời lượng pin. Theo hãng đưa ra thì mỗi lần sạc đầy máy có thể dùng được hơn 400 lần. Tương đương mỗi ngày sử dụng 2 lần thì bạn có thể sử dụng được đến 6 tháng mới đến lần sạc tiếp theo. Trọng lượng và kích thước nhỏ giúp người dùng thuận tiện để mang đi bất cứ đâu. Sợi silicone được nâng cấp dài hơn những phiên bản trước giúp làm sạch tốt hơn. Có đến 12 chế độ dung khác nhau. Chế độ Find Me Luna giúp bạn có thể tìm kiếm máy rửa mặt nếu còn lỡ quên ở đâu đó. Chế độ cải tiến Glow Boost 30 giây giúp làm sạch da chỉ trong 30 giây. Công nghệ độc quyền T-Sonic của Forceo với 8000 rung động mỗi phút giúp làm sạch đến 99,5% bụi bẩn và tế bào chết tồn tại trên da. Đầu lông silicone dài và mềm hơn 25% so với dòng Forceo Mini 2 giúp làm sạch da hiệu quả. Diện tích đầu cọ phủ gần như hết mặt trước của máy. Hướng dẫn sử dụng máy rửa mặt Forceo Luna Mini 3. Bước 1. Kích hoạt máy. Đầu tiên bạn cần phải tải ứng dụng Forceo về điện thoại. Bạn có thể vào App Store tìm ứng dụng Forceo để tải về máy hoặc cũng có thể quét mã QR ở trên giấy kèm sản phẩm. Tiếp đó, bạn tiến hành bật Bluetooth trên điện thoại để đăng nhập vào ứng dụng. Nếu bạn chưa có tài khoản có thể tạo tài khoản bằng cách nhập những thông tin cần thiết. Bạn nhấn Add Device và chọn Luna Mini 3. Lúc này, ứng dụng sẽ yêu cầu bạn nhấn giữ nút 1-5 giây trên Luna Mini 3. Hai thiết bị này sẽ tự động ghép đôi để kết nối với nhau. Cuối cùng, ứng dụng sẽ hiện Product Introduction. Bạn có thể áp ảnh hóa đơn mua hàng, nơi mua sản phẩm, hoặc bỏ qua và nhấn Register Device. Máy sẽ tự động đăng ký bảo hành nên khá thuận tiện. Bước 2. Sử dụng. Đầu tiên, bạn cần kết nối máy rửa mặt Forceo Luna Mini 3 với ứng dụng Forceo qua Bluetooth. Sau đó, làm lướt khuôn mặt của bạn, đồng thời sử dụng một lượng sữa rửa mặt. Nhấn nút khởi động trên app để bắt đầu rửa mặt. Di chuyển Luna Mini 3 nhẹ nhàng theo chuyển động tròn theo 4 vùng da. Mỗi 15 giây máy sẽ ngắt nhịp một lần để bạn biết chuyển đến vùng da khác. Cuối cùng rửa mặt sạch lại với nước để trôi đi sữa rửa mặt, tiếp tục thói quen dưỡng da thường ngày. Khi sử dụng xong, bạn cần rửa sạch máy rửa mặt Forceo Luna Mini 3 và để ở nơi khô thoáng. Trên đây là tất cả những thông tin cần thiết cũng như cách sử dụng máy rửa mặt Forceo Luna Mini 3. Chắc chắn máy rửa mặt này rất đáng mua phải không nào? Hãy nhanh tay sở hữu chiếc máy rửa mặt này ngay tại link dưới phần mô tả nhé!